Vâng, xin chào các bác đến kênh xe đạp. Và hôm nay em về một mẫu touring mới lạ nhất của năm 2019 của dòng thương hiệu Zan Fast Road SL2 Ram của dòng touring mới nhất hiện tại bên em mới về. Đây là em được đánh giá là mẫu touring cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại. Mẫu model 2019 với màu xanh tím than, xanh bóng. Vâng, và bây giờ em đi đánh giá chi tiết của xe. Vâng, đây là mẫu Zan Fast Road SL2 mẫu mới nhất bên em mới về, màu xanh tím than nguyên bản theo xe bác nhá. Và điều đặc biệt ở đây là cái dòng chữ Zan được in chìm nguyên bản theo xe. Đấy. Rất là mạnh mẽ và tinh tế nhá. Màu xanh tím than rất là bóng và sáng. Đây là chữ Zan này. Đây là nguyên bản theo xe về là có chữ Zan T ở đây. Đấy, chứ không phải của em sơn vào đâu. Các bác ở bên trên mạng để tham khảo thêm cái dòng Zan Fast Road SL2 này. Đấy là điều đặc biệt trên dòng xe Zan Touring cao cấp mới về. Đây là mẫu model mới nhất 2019 và là màu xanh tím than, màu duy nhất của dòng Touring. Mà xe này về bên em là rất là mới nhá. Em đánh giá tổng thể là trên 95%. Rất sáng và bóng, có thể các bác có thể nhìn thấy rõ. Em đi từng chi tiết nhỏ xem. Đấy. Đây là Zan Fast Road SL2 size S, theo các bác là tầm 1m6 đến 1m7. Xe làm từ hợp kim aluminum ALL, tức là hợp kim nhôm siêu nhẹ, cũng dành cho những dòng Zan cao cấp nhất mới được làm hợp kim nhôm aluminum ALL. Đấy, lớp sơn rất bóng và sáng. Đây là một mẫu model 2019, màu rất là nổi bật, màu tím than. Bên dưới là có dòng chữ Fast Road SL2. Đây, SL Fast Road này. Và cái dòng chữ Zan này được in chìm nổi bật luôn nhé. Nó cùng với tông màu của xe, nguyên bản theo xe về. Và xe đời cao vẫn được chạy dây âm sườn. Đây, dây âm sườn đây. Có là gì cái độ bóng hoặc là dòng xe độ mới của xe. Vẫn là cổ phốt ghi đông chính hãng dòng Zan Connect. Và em đã giới thiệu qua thì những cái dòng cổ phốt ghi đông của Zan Connect là những cái dòng xe đời cao. Với có những cái dòng Zan Connect này rất là mới nhá. Đây có thể nhìn rõ cái độ mới của xe đấy. Tay lắm sừng trâu, nguyên bản theo xe, tay lắm Zan Connect Ego có thể nhìn rõ đây. Tay lắm sừng trâu cao cấp, nguyên bản theo xe. Bên tay trái thì em sẽ được trang bị với chín tầng lip. Bên này em là 9 tầng lip nguyên bản theo xe của Macro Ship. Và bên tay phải em là 3 tầng đĩa chính hãng bản theo xe của Macro Ship R9. Phanh dầu thủy lực Techo. Đấy, xe còn về nguyên bản đấy. Mới trên 95% lắm các bác nhá. Càng nhôm, càng đúc CNC liền khối, giả carbon. Và những cái dòng cao cấp của những cái dòng xe nhôm cao cấp thì thường thường là cũng làm được những cái cặp càng của nó đây. Nó liền nguyên một khối, không có vết hàn. Như một mẫu carbon vậy. Các bác có thể nhìn rõ cái mã vạch của xe đây. Còn rất là mới nhá, bác tự đánh giá là độ mới của xe là gần như mới hoàn toàn trên 95%. Dòng Zan Fast Road SL2. Các bác ở lên trên mạng để kiểm tra thông tin, biết thêm thông tin về dòng Zan Touring cao cấp này. Đây là một mẫu model mới ra năm 2019. Và cặp Mayer bạc đạn chính hãng nguyên bản theo xe. Cũng của Zan luôn bác nhá. Mayer chính hãng nguyên bản theo xe của dòng Zan. Vành đổ, vành đĩa hay gọi là vành đĩa nhá, chính hãng nguyên bản theo xe của Zan. Đây có thể nhìn cái lớp sơn ở vành đây, còn gần như là tuyệt đối. Kích thước lốp là 700x28C. Lốp dạng lốp chọc luôn nhá. Đi rất là bon luôn. Lốp còn rất là mới đây. Ít sử dụng nhưng mà vẫn còn cái gai lốp của nó vẫn còn nguyên. Phanh dầu thủy lực Techo. Phanh dầu thủy lực đây, có thể thấy rõ lắm.
Đây là một mẫu gian tua đinh cao cấp, cũng là dòng lên sườn size S thì các bác mất 6 mất 7. Xe được sử dụng với chủ đề Shimano Sora, trang bị với 9 tầng lip chính hãng của Shimano. Lip và xích các bác có thể thấy rõ còn rất là mới đây. Đây đồ Shimano Sora, chủ đề là cao cấp, 9 tầng lip đó nhá. Và bên tay phải em là 3 tầng đĩa, gạt đĩa của Sora, Shimano Sora, 3 tầng đĩa còn rất là mới. Đùi đĩa của nó đây, các bác thấy đùi đĩa còn gần như là mới nguyên. Đây đùi đĩa đây. Đây là một những mẫu xe mà bên em mới về gần như mới tuyệt đối, trên 95%. Có duy nhất là vài vết chảy nhỏ đây, nhưng mà không nhìn thấy luôn. Đây, vài vết chảy nhỏ ở đây, li ti thôi, nhưng không thể nhìn được. Đằng sau cũng trang bị với cặp Meyer bạc đạn chính hãng của Gian, phiên bản theo xe, vành gian, vành đĩa, kích thước nốt đằng sau là 700-28C, nốt trọng, 9 tầng lip. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ em đang đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip ạ. Xe được trang bị với 9 tầng lip còn rất là mới. Các bác có thể nhìn cái chống va đập lip bên trong màu trắng này, trong suốt này. Các lip sử dụng còn gần như là mới nguyên. Chống lip đây. Xích lip là còn như là mới nguyên bản. Về cho xe. Rất là mượt. Có thấy chưa? Bê đan bạc đạn của chính hãng dòng cặp bê đan gian, đùi đĩa lip xích Shimano. Bên em là 3 tầng đĩa, 4 đĩa và 2 tầng đĩa. Lên đĩa, rất bon và mượt. Đây là dòng gian phát loát model 2019 với màu xanh tím than bóng, rất là tinh tế và nổi bật mạnh mẽ. Có dòng chữ gian khắc chìm khắc nổi bên trên khung xe này. Gian phát loát SR2. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc tua đinh cao cấp phát loát bên em mới về, với giá bên em rất tốt là 9,8 triệu, mới trên 95%, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp đến đăng ký kênh. Các bạn còn chưa về ban.